Rồi, hai xin chào anh em, chào mừng anh em cùng quay trở lại với kênh của Thắng Nội Địa Úc nha. Thì cũng giống như bữa giờ thì nghỉ Tết khá là lâu ha. Thì hôm nay em quyết định lên một cái clip. Thì hôm qua em cũng mới khai trương lại thôi anh em. Thì đây là cái clip đầu tiên của năm 2022 mình ha. Thì chúc anh em có một năm mới suôn sẻ, làm ăn phát tài phát lộc nha. Còn em thì mong là còn anh em tin tưởng và ủng hộ thôi. Đó, thì trong năm cũ đã qua thì có những cái khúc mắc hay là những cái gì đó mà em còn sơ sót á, thì mong anh em mình bỏ qua. Còn bây giờ thì vào cái clip ngày hôm nay thì sẽ có những cái món đồ cho anh em mình trong năm nay. Giá hôm nay là clip đầu tiên em sẽ fit 1-200 ngàn so với những cái món mà lần trước anh em mua ha. Thì anh em nào đã mua những cái lần trước thì có thể hôm rẻ hơn 100-200 ngàn thì anh em cũng thông cảm ha. Đây là cái clip mà em có thể fit bớt cho anh em 100-200 ngàn lễ lộc. Thì anh em nào mà cảm thấy hợp lý, ưng ý là mình triển thôi. Đó, nói chung là thuận mua vừa bán thì năm mới thì cũng là bảo hành 3 tháng. Về sao loại hỏng hỗ trợ sửa chữa và tất cả đây em đều là điện 220V hết. Nên em cứ việc yên tâm mà sử dụng nha. À, cái vấn đề thứ hai nữa em xin nói ha, là phí ship hôm nay em cũng hoàn toàn là bao ship cho anh em mình. Nhận hàng, kiểm tra, thanh toán những cái món lớn lớn thì anh em mình phải cọc giùm em đi ha. Nói chung là như vậy. Có một số anh em bảo là làm về dụng cụ đồ điện thôi, hôm nay em quyết định lên làm một lên pin luôn cho anh em mình nào mà có pin rồi á thì anh em mình tham khảo cho nó dễ. Ví dụ như hôm nay ở đây có vài món pin nè anh em, thì anh em mình lưu ý giùm em ha. Anh em nhớ giùm em là mình có pin rồi thì mình sẽ mua body. Còn anh em nào nào chưa có mà pin á thì anh em có thể nói em tư vấn báo pin cho anh em luôn. Nó rất là dễ cho anh em mình. Đó, anh em nào mua hàng của em rồi anh em biết ha. Hình thức mua hàng vẫn là như cũ nha anh em. Ví dụ như tôi muốn mua một cái máy khoan đi, khoan gì đó, anh em chụp màn hình lại gửi Zalo em. Hoặc là anh em nhắn tin. Đó, nhắn tin qua tin nhắn cho em là mua cái gì, anh em ghi cái đó, em ok là mình có hàng. Và anh em lưu ý khi mua hàng á anh em thì mình nhớ giữ điện thoại nha. Tại vì đặt hàng là tầm khoảng 3 đến 4 ngày tới mất công mà. Có những cái đơn á anh em chưa tới kịp anh em nữa, nhưng mà shipper lại báo gọi không liên lạc được á, thì phải quàng về. Lúc đó quàng về anh em mới hỏi là tại sao hàng lâu tới. Đó là những đơn như vậy. Còn cái hình thức mua bán của em thì những món nào á lớn thì anh em cọc giùm em tiền ship thôi. Còn những món còn lại thì mình nhỏ nhỏ thì em cũng bao ship hết nên anh em khỏi cần cọc. Đó, vấn đề là như vậy thôi. Còn anh em nào mà có kết bạn Zalo với em á, là do bạn bè Zalo em full bạn bè rồi, em không thể chấp nhận kết bạn. Chứ không phải là anh em nghĩ đừng nói em chảnh rồi không chấp nhận kết bạn, tội em. Anh em cứ việc nhắn tin bình thường nha. Zalo em đã mở cái chế độ mà không chặn tin nhắn từ người lạ, nên anh em cứ việc nhắn tin bình thường. Tại vì có rất là nhiều anh em kết bạn, nhưng mà chắc em lại bảo nói là sao mà không chấp nhận kết bạn. Tại vì bạn bè em full rồi anh em. Anh em thông cảm chỗ này giùm em ha. Rồi, và vấn đề chính của ngày hôm nay thì chúng ta đi vào đồ điện trước nha anh em. Đem cái thỏi đó qua bên kia đi con. Rồi, hôm nay là điện bên đây, pin bên đây đúng không? Rồi, con bự trước đi. Rồi, còn với anh em lại là một con bào cuốn của thằng Ryobi. Con bào này là 1500W nha. Bào cuốn hay anh em có miền khác gọi là bào thẩm á anh em. Thì mình gọi đúng tên là giống như là cho anh em mình dễ phân biệt luôn. Đây là con bào cuốn Ryobi. Đó, 1500W, quay một vòng luôn quý. Đó, đầy đủ ha. Con này là gần như mới 100%. Đó, keo còn chưa lọt luôn nha. Quay một vòng rất là sáng ha. Lưỡi cái này kia em đã test đầy đủ cho anh em hết rồi. Đặc biệt con này là 2021 luôn. Rồi, quay một vòng luôn. Lộc may mắn đầu năm là con này là 2021 chưa dùng luôn nè nha anh em. Thì anh em nào nhanh tay thì mình chuyển ha. Giá 6,5 triệu cho em đầu tiên này. Đó, năm mới còn một con 2021, giá 6,5 triệu. Bao ship cho anh em mình ha. Rồi, qua một bên. Thôi để quay lại cái thông số bên đây cho anh em mình nhìn rõ nè. Đó, sẽ quay thông số ha. Đây nè anh em, nhìn nè ha. Thông số, đó. Quay cho anh em lấy nét. Rồi qua bên kia. Đó, rồi bên đây luôn. 1500W, 9000 dòng 9 phút ha. Đó là 2021, con bào cuốn đầu tiên. Cái cử kẹp của nó là anh em nhớ nè ha. Cử này là để cân chỉnh lưỡi nè, mình dẫn con. Đó,
thì anh em để trên đây hết, chìa khóa mở lửa nó nằm trên đây hết ha, anh em lưu ý ha. Và cái con bào này nó rất là ok nè anh em, đây em chỉ cho anh em coi. Thì khi mà anh em có một số anh em dùng không biết, ô Thắng ơi sao máy anh đang chạy tự nhiên nó không chạy nữa, thì anh em nhớ thấy cái rờ le đỏ nè, rờ le đen này nè, là anh em nhấn vô cái nha, là nó chạy lại bình thường. Tại vì nó làm là nó để nóng máy quá nó không chạy nữa, là để bảo vệ motor nên anh em nhấn lại là nó chạy bình thường thôi. Mấy công tắc bảo vệ bên nước ngoài là vậy đó. Rồi 6,5 triệu cho em bào cuốn. Rồi tiếp tục với anh em, đó là một cái con cưa lộng chỉ, cưa lộng chỉ của ông Ruby nha, 405 mm đó, bàn ha anh em. Đây là cái nút mà điều tốc của nó nè, đó, cộng trừ tốc độ. Đây là on off, quay một vòng luôn, nghiêng bàn được luôn nha anh em. Thì cưa lộng chỉ này dành cho anh em nào mà thủ công mỹ nghệ đồ khá là hợp lý ha, đắt 2021 luôn. Và con này là 125W đó, 550 vòng cho tới 1700 vòng trên phút. Thì con này hiện tại hôm nay đang sale cho anh em mình với giá là 2 triệu đúng con 2021 này luôn. Đó, rất là đẹp ha, cưa lộng chỉ Ryobi. Đó, các bạn nó hơi xước thôi anh em, chứ thiệt ra là máy còn nguyên zin hoạt động bình thường nha. Ốc đồ chưa mở hết anh em cứ việc yên tâm. Rồi, qua một vòng có một cái đèn hành trình ở trên nữa nha. Rồi. Rồi, tiếp tục với anh em, đó là cái con nhắm băng của thằng Ryobi nha. Còn một con duy nhất luôn. Cái này thì anh em trông chờ khá là nhiều nè. Đó. Rồi, còn con nhám băng full mới, full phụ kiện ha anh em mình ha. Nhám băng nè, full mới full phụ kiện. Đây cỡ băng nhám của nó nè, 100 × 914 mm. Đó, 370W, quay một vòng luôn con. Khá là đẹp con này luôn ha, gần như mới 100%, hàng thùng luôn. Đó, quay cho anh em mình luôn, 2020. Đó, đá tròn nhám một bên của nó là 150 mm nha anh em. Đó, và khổ của nó đây, và 2850 vòng trên phút. Và hiện tại con nhám băng Ryobi full thùng, full phụ kiện, full mới như vậy, em đang bán cho anh em mình với giá là 4 triệu bao ship ha. Con này là gần như mới 100%, chưa dùng nha anh em, lưu ý giùm em chỗ này ha. 100% nhám chưa có dấu mài luôn. Thì anh em cứ việc yên tâm, 4 triệu đúng bao ship cho anh em mình một con nhám băng. Rồi. Rồi. Tiếp tục với anh em mình, đó là một cái con cắt sắt của thằng Ojito. Đây là con cắt sắt Ojito ha, quay một vòng luôn. Đó, 2300W, đá là 305 nha anh em. 300 đá của nó là, cốt của nó là 25.4 và đá của nó là 3,5 tấc. Xài đá nha anh em, bàn máy còn sáng chân ha. Ở chỗ này nó hơi chàng xíu thôi. Thì cái con này hôm nay đặc biệt sale cho anh em mình với giá là 1,9 triệu. 1,9 triệu ha, bao ship cho anh em mình. Đó, cắt sắt Ojito 1,9 triệu bao ship. Quay thông số cho anh em mình coi luôn, 2300W, 4400 vòng trên phút, đá là 3,5 tấc. Giả lên bàn lên cái quay. Cắt sắt Ojito này hôm nay giá sẽ là 1,9 triệu nha anh em. Đó, còn rất là sáng đẹp, chỉ có cái bàn chỗ đó nó hơi chạy xíu thôi, nên anh em mình thông cảm ha. Giá là 1,9 triệu một con như vậy cho anh em mình lựa chọn. Đó, cắt sắt Ojito qua. Rồi, tiếp tục với anh em, đó là còn hai con máy hàng, quay mặt lại hai con máy hàng. Đó, con này thì nó hơi cũ nè. Đó. Rồi, giới thiệu với anh em, đây là máy hàng Boswell, mã là MS185 và hiện tại con này em đang bán cho anh em với giá là 6,5 triệu một con. Nó sẽ hàng 3 chức năng: que, mít và tích. Que mít tích nha anh em, và sử dụng chế độ khí được và không khí được. Em có lên một cái clip về máy hàng ở phía dưới rồi á, thì anh em xem vô xem cái máy hàng, em hàng chức năng của nó. Và con này sử dụng cuộn 5 kg nè, 1 kg được, 5 kg được. Và riêng anh em mua thì em sẽ tặng cái cuộn cho anh em, là cái cuộn cuộn 1 kg kèm theo máy không khí nha. Và dây thì nó cũng đủ đồ luôn, dây que, dây mít có luôn, nên anh em cứ việc yên tâm ha. Đó, rất là đẹp. Con này thì hiện tại giá của nó sẽ là 6,5 triệu. Nhưng mà con này nó hơi cũ nè anh em, chưa vệ sinh nè, do dính bê tông nè ở bên nước ngoài nè. Thì hiện tại con này nếu mà anh em không ngại về cái vấn đề mà cũ mới á, thì con này nó sẽ rẻ hơn 2 triệu so với anh em mình. Đó là 4,5 triệu con này ha. Anh em nào không quan tâm về cái độ mới cũ á,
thì mình lấy con này, còn anh em nào quan tâm thích mới mới xíu thì lấy con này là 6,5 triệu, nên em mình có việc yên tâm quay một vòng luôn đó. Con này thì nó hơi cũ xíu ha, cho anh em mình thấy ha, nó hơi cũ bên rồi. Rồi tiếp tục với anh em mình, đó là cái con máy hàng S140, là con này là chuyên hàng que nha, thì tầm khoảng 1 gang tay nha anh em, nó ngang gang cao gang đó, ở trên nhỏ lắm, ở trên này tầm khoảng chừng 10 phân à anh em. Máy này là máy hàng điện tử mini, con này thì tình trạng hơi cũ xíu nè đó. Thì que hàng tối đa của anh em mình á là que 2.5 đổ lại nha, que 3.2 thì anh em nhấp thôi như là bon thôi, còn 2.5 thì anh em kéo được. Và con này là 140A đó, que một vòng quy dây hàng đầy đủ ha, chuyên về hàng que. Ở đây thì hiện tại con này nó hơi cũ, như em đang bán cho anh em mình với giá là 1,8 triệu một con ha, máy hàng điện tử Boswell S140 140A đó. Thì 1,8 triệu anh em có một con máy hàng nhỏ nhỏ gọn gọn đi làm hàng xài gia đình khá là hợp lý rồi đó. S140 một con duy nhất 1,8 triệu. Rồi tiếp tục cho anh em, đó là một con máy hàng Ozito. Thì con máy hàng Ozito này là con máy hàng cơ nha anh em, nó không phải điện tử mà nó là cơ. Thì cái loại cơ này á, một số anh em nói là rất là bền, tại vì nhưng mà nó hơi nặng so với mình cầm đi đâu đó. Thì anh em này là cái con dùng gia đình thì nó khá là hợp lý với anh em mình hơn. Nó rất là bền luôn nha anh em. Đó, con này thì tình trạng rất là đẹp. Đó, thì bên đây là máy cơ. Đó, cái thông số que của nó đây anh em. Đó, em quay rõ cho anh em mình chụp lại tham khảo ha. Tối đa là que 3.2 ha, nhỏ nhất là que 2.0 và ở khung giữa sẽ là 2.5. Đó, thì cái độ mà nâng chỉnh ampe điện, ampe cường độ dòng điện á, thì anh em nâng chỉnh ở đây. Đó, muốn que 3.2, que 2.5 hoặc là 2.0 thì ở đây ha. Đó, còn rất là đẹp ha. Con máy hàng cơ này nó nặng tầm khoảng 15kg anh em. Đó, đầy đủ phụ kiện hết luôn, cơ thì rất là bền. Thì con này hiện tại đang bán cho anh em mình với giá là 1,8 triệu một máy ha. Máy hàng cơ Ozito 1,8 triệu một máy. Đó, rồi rồi đem cái con bê tông điện đó qua đây, sẵn chú làm đồ điện trước đó luôn. À, còn cái con cơ lồng điện bên kia nữa rồi con, cứ để điện cơ lồng điện luôn đó. Rồi tiếp tục giới thiệu với anh em, đó là một số món của Makita với lại Ozito rồi ha. Đây là cái con khoan bê tông điện của thằng Makita, thì nó sẽ có hai chức năng nha, khoan có búa và khoan thường. Đó, thì con này là chuyên dụng để cho anh em này là mũi á, gài để anh em khoan bê tông. Đó, khoan rút lỗi rồi được luôn. Đó, thì con này mã của nó là H2230 nha anh em. HR2230 nè. Thì con này đầu tối đa của nó là 13mm và khoan búa của nó tối đa là 22mm. 1050 vòng trên phút ha. Con này là 710W. Thì con này để chuyên dụng để anh em khoan bê tông màu này kia nè anh em, khá là hợp lý ha, cầm rất là gọn. Thì hiện tại con này em đang bán cho anh em mình với giá là 2,5 triệu đúng một con ha, khoan bê tông, chuyên bê tông của thằng Makita, còn rất là đẹp ha, và một cái hộp của Makita Zin đi kèm luôn đó, 2,5 triệu đúng một con. Anh em nào quan tâm thì mình chốt hạ ha, cực kỳ đẹp đó. Rồi tiếp tục với anh em mình ha, đó là con phay điện của thằng Makita. Thì con phay điện của Makita này là mũi là 6 ly 3 lưỡi, cái lưỡi á, anh em là 6 ly 3 lăm ha, cái mũi của nó kẹp á, thì anh em dùng cho anh em phay gỗ nè, khá là hợp lý luôn. Con này là 1100W đó, quay thông số cho anh em mình coi, 27.000 vòng trên phút nha, rất là lực. Thì nó sẽ có hai tay nắm như vậy, rất là gọn ha, tầm khoảng gang tay đó. Thì con này hiện tại của nó đầy đủ phụ kiện hợp như vậy đó, mã như vậy, giá của nó sẽ là 2,5 triệu đúng một con, phay Makita 6.35mm đó. Quay qua bên rồi tiếp tục với anh em, đó là cái con cưa đĩa điện AG lưỡi 185mm nha. Cưa đĩa điện AG thì khỏi phải chê nữa rồi anh em ơi, đó lưỡi là 185mm ha. Con này là đát 2020, 5.000 vòng trên phút đó. Quay bên đây coi quá, số quá của nó báo anh em luôn, còn tháo dây điện ra đây.
cứ để điện AEG này là nó mạnh lắm anh em. Đó, con này là rất là ít hàng về luôn. Lâu lắm em mới thấy con cưa đĩa điện AEG nè, 1200W ha. Thì hiện tại con này đang bán cho anh em mình với giá là 1,5 triệu một con. 1,5 triệu một con cưa đĩa điện AEG lưỡi 185mm chuyên trị gỗ ha. Rồi, qua bên. Rồi, tiếp tục với anh em mình đó là cái con cưa lọng điện của thằng AEG ha. Con này còn khá là đẹp, hàng hộp gần như mới luôn rồi, cực kỳ đẹp. Anh em nào mua được con cưa lọng này là hơi bị ngon. Đó, đây là con cưa lọng có đá lưỡi luôn nha anh em. Đây là cái đầu mở lưỡi nhanh của nó nè. Đó, khá là hợp lý ha. Lưỡi nhanh là lưỡi chân phổ thông ha. Anh em mua chỗ nào cũng có bán luôn. Và mỗi máy em có tặng kèm một cái lưỡi gỗ đi kèm cho anh em rồi. Đây, điều tốc 6 số trên đây, quay một vòng luôn. Đó, đá 2020, 1.000 vòng cho tới 3.200 vòng trên phút, 700W. Và con cưa lọng này hiện tại đang bán cho anh em mình với giá là 1,5 triệu một máy ha. Cưa lọng điện AEG siêu mới 2020. Rồi, tiếp tục với anh em mình đó là con mấy con cưa đĩa điện của thằng Ryobi nè. Đó, cưa đĩa điện Ryobi này cái lưỡi nó hơi cũ nè, đầy đủ cự kẹp phụ kiện nè ha. Em bỏ sẵn vô trong đây hết. Cái lưỡi hơi cũ như vậy sẽ là 1,000,000 đúng một con. Cưa đĩa điện Ryobi 1,000,000 đúng một con, 1500W, 5500 vòng trên phút. Đó, lưỡi là 185mm ha. Cưa đĩa điện Ryobi, lưỡi hơi cũ 1,000,000 đúng. Rồi khui con kia luôn. Con nào mà nó hơi đẹp xíu thì nó là 1,2 triệu nha anh em. Đó, nó là vậy thôi, quan trọng anh em thôi. Đó, như con này thì đẹp hơn nè, đế đầu chưa chạy nè, thì sẽ là 1,2 triệu anh em mình ha. Quan trọng là anh em mình thích thôi. Vẫn là zin hoạt động không lỗi lầm, nhưng mà cái độ mới cũ của nó thì nó khác nhau nên giá nó sẽ lên xuống ha. Rồi 1,2 triệu. Rồi tiếp tục với anh em mình đó là còn một số cái máy bơm chìm nè anh em. Đó, con khui ra chúng coi các bên. Rồi, còn một con bơm chìm mà Ryobi 750W. Con này là tình trạng gần như là mới đét luôn anh em ơi. Đó, con này 750W, 16 khối rưỡi trên giờ nha. Đẩy cao tối đa là 7m, úp sâu tối đa là 9m. Và con bơm chìm này là cánh hở, hiện tại đang bán cho anh em mình với giá là 1,200,000. Hàng đẹp như vậy ha, hàng cũ hơn xíu sẽ là 1,000,000. Thì cái con như clip này sẽ là 1,200,000 ha. Anh em nhìn dây điện là biết là ít dùng rồi nè anh em. Số nó còn luôn là hiểu rồi hả anh em. Rồi 1,2 triệu cho con bơm chìm này. Rồi, tiếp tục với anh em mình đó là còn con phay của thằng Otito. Phay này là mũi nó cũng là 6.35mm luôn. Mấy con này là full phụ kiện hết nè anh em. Phay Otito 6.35mm. Đó, full đồ hết luôn. Để xuống. Rồi, như con này là 6.35mm nè anh em. Và con này đặc biệt cái là nó có điều tốc ở đây ha. Đó, thì một cái con phay Otito 850W, 11.500 vòng cho tới 32.000 vòng trên phút, khá là lực. Mũi của nó là anh em 6.35mm ha. Và hiện tại con phay đầy đủ phụ kiện như vậy em đang bán cho anh em mình với giá là 1,2 triệu bao ship, cực kỳ đẹp nha. Anh em nhìn cái đế là biết chưa dùng ha. Cái đế nó còn đen không dấu chày nè. Đó, thì con này sẽ là 1,2 triệu anh em mình ha. Rồi, rồi tiếp tục với anh em mình đó là một cái con Ryobi 1600W. Đó, quay một vòng cho anh em coi luôn. Phay này là phay hai tay nắm. Đó, con này là 1600W, 10.000 vòng cho tới 26.000 vòng trên phút. Nó sẽ có hai loại lưỡi nha anh em. Đó là anh em vừa gắn được đầu 6.35 và vừa gắn được đầu 12.7 nha. Thì con này nó có điều tốc luôn. Đó, hai tay nắm, phụ kiện đầy đủ nằm trong đây. Nhưng mà tình trạng con này nó hơi cũ nè. Thì hôm nay em bán cho anh em mình với giá là 1,8 triệu một con ha. Tình trạng hơi cũ 1,8 triệu một con. Chứ đẹp thường thường là anh em lấy 2,2 triệu á. Đó, con này thì là 1,8 triệu ha. Rồi, rồi tiếp tục với anh em mình đó sẽ là mài khuôn Otito.
đó, một cái hộp mài khuôn đầy đủ phụ kiện như vậy đó, quay cho anh em coi, 170W đó, 8.000 cho tới 35.000 vòng trên phút, thì một cái hộp đầy đủ phụ kiện như vậy, dây truyền động có luôn đó, dây truyền động ở đây, hộp phụ kiện ở đây, cây cự ở đây, và một con mài khuôn đầu như vậy để anh em mài mỹ nghệ mà thủ công rồi đó. Đó thì nó sẽ là 1.000.000 đúng một hộp như vậy ha, đầy đủ phụ kiện đó, không thiếu món gì hết, có điều tóc 6 số luôn đó, mài khuôn Ojito nằm hộp đen như vậy, giá sẽ là 1.000.000 đúng ha, anh em nhớ mãi giùm em, 1.000.000 đúng, hàng gần như mới 100% luôn nha. Rồi rồi, tiếp tục với anh em ha, sale bộ mài khuôn Rmel đó, sale bộ mài khuôn Rmel nè, mã là 3.000 ha anh em đó, quay cho anh em mình coi luôn, 130W, 35.000 vòng trên phút ha, đầy made in Mexico luôn, mã này là mã Rmel 3.000 ha, và một cái bộ đầy đủ phụ kiện như vậy đó, hiện tại em đang bán cho anh em mình với giá là 1.500.000 thôi nha đó, đầu năm suôn sẻ 1.500.000 một bộ như vậy, mài khuôn Rmel mã 3.000 ha, 1.500.000 một bộ. Rồi tiếp tục với anh em mình, đó là cái con mài bot, mài bot ha, đó, máy mài đá 125mm ha, con này gần như mới 100% chưa sử dụng ha, đó đây 11.000 vòng trên phút ha anh em, đá là 125mm 720W đó, và con này hiện tại đang bán cho anh em mình với giá là 1.200.000 một máy. Nhưng mà anh em lưu ý chỗ này nè, hôm bữa có một cái anh kia vô bình luận nói là bot ở Việt Nam bán có 900.000 à, dạ thưa đó là hộp giấy anh em ơi, còn đây nè, đó một lưỡi đá tặng kèm nè, bot luôn, một cây cử nè, đó một cuốn sách hướng dẫn nè, và đóng thùng lại, và một cái hộp zin của bot luôn nha, thì sẽ là 1.200.000, thì nói cho anh em mình hiểu hơn thôi. Đây là con mài bot giá 1.200.000 một con, bao ship cho anh em mình, đá 125mm nha anh em đó, quay thông số bên đây cho anh em coi nữa nè, 11.000 vòng trên phút, đá 125mm 720W đó, 1.200.000 một máy nha, em còn rất là nhiều, yên tâm đi. Bán cho anh em không rẻ hơn thôi chứ làm gì dám chặt chém anh em được. Rồi rồi, trước mặt với anh em đây là cái con cưa kiếm điện Makita đó, con này thì anh em dùng để cưa này kia khá là hợp lý luôn nha, em bán cho anh em mà rã đông cá ngừ khá nhiều đó, đáp 2020 ha, con này rất là đẹp, quay một vòng luôn đi con, quay thông số dưới chú coi luôn, cưa kiếm điện Makita mã là ZR3051T ha, con này là 1.200W, 3.000 vòng trên phút đó, con này là cưa kiếm Makita, sẽ có một cái lưỡi mẫu tặng kèm cho anh em ha đó, đây lưỡi zin Makita luôn nha anh em đó, của nó này nha, hai lưỡi luôn, em để sẵn ở trong đây hết, anh em nào lấy con này thì chuyển, con này hiện tại đang bán cho anh em mình với giá là 1.500.000 ha, cưa kiếm điện Makita, đóng hộp lại con, 1.500.000 nha, cưa kiếm điện Makita, hộp Makita rồi đầy đủ luôn, và anh em nhớ nè, hai cái lưỡi này cực kỳ mắc ha, lưỡi hãng Makita nè anh em đó, có sẵn hai cái trong đây luôn nha. Rồi đóng thùng 1.500.000. Rồi tiếp tục với anh em, đó là có cây trộn bột của thằng Ojito, thì cây trộn bột của thằng Ojito này hôm nay nó hơi cũ nè anh em đó, con này nó hơi cũ, quay cái cò chú coi, có điều tóc cò luôn ha, để anh em trộn bột bê, trộn bột bánh đồ này kia khá là hợp lý, và con này hiện tại bán cho anh em mình với giá là 1.000.000 đúng ha, bao ship cho anh em mình luôn đó, đầu năm 1.000.000 đúng, bao ship cây trộn bột. Rồi rồi, còn với anh em mình đó là cái con bơm tẩu 12V nè, đâu cái đầu tẩu của nó đâu, sao không có đầu tẩu, lấy cái kia lại chú ơi, để xíu này quay sau ơi. Rồi tiếp tục với anh em đó là còn con khoan điện 800W của thằng Ryobi đó, khoan điện 800W của Ryobi ha, 3.000 vòng trên phút, lực búa là 51.000 vòng, nó có chế độ búa ở đây anh em, bỏ khoan hoặc là búa ở đây đó, thì cái con tình trạng có điều tóc cò luôn nha, thì hiện tại một cái hộp khoan 800W của thằng Ryobi hộp như vậy, giá hiện tại em đang bán cho anh em mình với giá là 700.000 một con thôi, 700.000 một con khoan điện cho anh em khoan lặt vặt ở nhà, đầu khoan bắn vít gỗ rồi
khoan tường mỏng đi bắt tắc kê ở nhà khá là hợp lý ha anh em mình. Đó, rồi quan bên. Rồi, tiếp tục với anh em đó là còn một con siêu mới bơm 12V, đẩu 12V ha. Đó, dùng để cho anh em bơm cao áp, bơm phun xương nè, mà nhưng mà xài sử dụng đẩu 12V ha anh em. Là xài bình 12V được luôn á. Đó, mấy cái đầu của nó đầy đủ ha. Và một con như vậy hiện tại đang bán cho anh em mình với giá là 800 ngàn ha. Con này gần như mới, chưa xài, chưa gắn đầu luôn nha. Thì hôm bữa sẽ có một cái con, mấy con trước anh em lấy nó hơi cũ hơn xíu thì sẽ là 600, còn con này là hàng hộp, chưa xài, chưa khui thì sẽ là 800 ngàn cho cái con bơm tẩu 12V này. Đó, bơm cao áp nha. Để em quay thông số cho anh em mình coi luôn, để anh em mình biết ha. Thì cái con này là 12V DC nè, 17 PSI nè anh em. Đó, 600 lít nước trên giờ, mắt của nó đẩy tối đa là được 1,5m nha anh em. Đó, đẩy cao tối đa là 10m, hút sâu tối đa là 1,5m, dùng để anh em bơm cao áp á. Nhưng mà xài bình 12V, 10 tẩu 12V để anh em đem đi nó lưu động thì khá là hợp lý. Đó, giá sẽ là 800 ngàn bao ship anh em mình ha, nằm hộp luôn, chưa xài. Đó, qua bên coi. Rồi, tiếp tục với anh em mình đó là cái con máy đánh bóng của thằng Ojito. Đó, trở lên. Đánh bóng Ojito hai tay nắm ha, dùng để cho anh em đánh gạch nè, đánh xe rồi này kia khá là hợp lý luôn. Nè, lông cừu của nó là 230mm ha. Có hai miếng, một miếng giải nè, một miếng lông cừu. Đó, cái hộp của nó là như vậy. Và hiện tại con này em đang bán cho anh em mình với giá là 1 triệu đúng một con ha. 3.200 vòng trên phút. 110W nè. Đó, con này là đánh bóng hai tay nắm, em hay gọi nè anh em. Đó, để chú coi nó xoay tâm không hay là nó. Đó, rồi hai miếng này lông cừu 1 triệu đúng nha. Quay lại cái con đó, đánh bóng Ojito nha anh em. Rồi, tiếp tục với anh em đó là cái con khoan đục Ryobi. Con này là khoan đục Ryobi ba chức năng ha anh em mình. Đục nè, khoan có búa và chế độ khoan thường không búa nha. Đó, thì con này là 1500W. Con này 1500W, đáp là 2020, 950 vòng trên phút. Lực búa của nó là 4400 vòng trên phút. Thì con này dùng để cho anh em khoan bê tông nè, đục bê tông nè, khoan thường nè, không có búa nè. Thì một cái hộp như vậy giá sẽ là 1.800.000 nha anh em. Một cái cây lớn như vậy giá sẽ là 1.800.000, dùng để cho anh em mang đi công trình nha. 1500W gồm có 3 mũi đó à. 3 mũi khoan bê tông tặng kèm, một mũi đục theo máy. Đó, đầy đủ hết luôn. Một hộp như vậy sẽ là 1.800.000 cho anh em mình nha. Rồi, qua bên. Rồi, tiếp tục với anh em mình đó là cái con bơm tẩu 12V. Bơm này là dùng để cho anh em nè, mình bơm xe, bơm bánh xe, bơm banh, bơm bóng. Đó, khá là hợp lý ha. Và nó sử dụng cái tẩu ở đây 12V ha, cho anh em cắm ô tô. Đó, rất là hay ha. Cái này nó đặc biệt một cái là anh em chỉnh được PSI nha. Khi mà anh em bỏ ở đây anh em chỉnh. Đó, ở đây chỉnh được chế độ PSI nè, chế độ 3 nè. Đó, và có một cái đèn để cho anh em thí dụ đi ban đêm rồi á, lỡ có bị mềm bánh á, anh em bật đèn lên anh em vừa bơm luôn, khá là hợp lý. Đó, đây nó có cái đầu bơm phao rồi này kia đầy đủ hết nha anh em. Nói chung là về là bơm thôi. Và hiện tại con bơm Ojito này đang bán cho anh em mình, đó, giá là 1 triệu đúng một con. 1 triệu đúng một con ha, một con duy nhất. Rồi, rồi tiếp tục với anh em mình đó là một cái con máy mài 1 tấc 8. Đó, chuyên dụng là dùng để là vừa mài cắt nè. Đó, vừa để có đầu để cho anh em mình đánh bóng luôn. Có cái lông cừu của nó tặng kèm theo luôn nè. Đó, dùng để đánh mài, dùng để đánh bóng. Đó, nó có cái đá mài theo luôn. Đó, quay một vòng luôn. Có điều tốc theo máy nha anh em. Đó, cò bóp ở dưới đít. Đó, con này là 1500W, 8000 vòng trên phút nha. Và đá của nó là 180mm. Tình trạng rất là đẹp ha. Và đặc biệt cái con này anh em có thể xây nè. Đó, anh em xây cái đít của nó theo cái hướng mà anh em vừa thuận tay đầu này kia, những tư thế khó rồi anh em xây được cái phần đuôi sau này của nó. Thì hiện tại một cái con máy như vậy, để xuống con, em đang bán cho anh em mình giá là 1.400.000 một máy ha. 1.400.000 một máy, vừa có miếng lông cừu đánh bóng, vừa có cái đá mài, đá nhám, đồ mở lưỡi, tay nắm đầy đủ phụ kiện, một cái hộp Ryobi như vậy luôn. Đó, thì của nó giá sẽ là 1.400.000 một máy ha.
anh em lưu ý giùm em ha, anh em nào thấy con này thích thì mình chuyển. Rồi rồi tiếp tục với anh em mình, đó là dùng còn hai con máy mài đá lớn nè. Như con này là đá 230mm ha, đó đá 230mm đó, con này khá là ok, dùng để cho anh em mài cắt như là sắt lớn rồi anh em đó, còn khá là đẹp ha, anh em nhìn cái chụp bảo vệ là anh em biết rồi đó. Và cốt của nó là cốt 125, nhưng mà đá của nó sẽ là đá của nó là 230mm đó. Quay cho anh em mình coi ha, 6600 vòng trên phút, 230mm, 2000W. Thì hiện tại con này đang bán cho anh em mình với giá tình trạng đẹp như vậy. Nó có thêm một cái chụp bảo vệ an toàn nữa kìa anh em. Đó, có cái miếng này luôn ha. Và một cái đá mài mẫu, dở đá mài lên cho người ta coi luôn. Đó, tay nắm đầy đủ phụ kiện ha. Rồi, có cây mở đá luôn. Đó, thì một cái hộp như vậy giá của nó sẽ là 1.200.000 một máy ha anh em mình. 1.200.000 một máy, một con máy mài đá 230mm. Đó, 1.200.000 một máy bao ship. Rồi. Rồi, tiếp tục với anh em đi vào bên đây một cái. Rồi, tới phần đầu pin ha. Thì nãy giờ là đầu điện, còn bây giờ thì em sẽ lên đầu pin cho anh em mình. Và trước khi vô đầu pin thì em xin nói trước cái vấn đề này ha. Thân máy body có nghĩa là chưa bao gồm pin sạc, là dành cho anh em nào đang sử dụng đồ của em rồi á. Thì anh em nói cái chữ body với lại thân máy thì anh em biết. Còn anh em nào mới xem kênh chưa có sử dụng đồ pin á, thì anh em mình nghe tới cái khúc cuối luôn. Tại vì khúc cuối em có thể báo giá pin sạc cho anh em mình tham khảo luôn. Nói lại vậy thôi. Rồi vào vấn đề. Hiện tại trước mặt với anh em đây là còn lại khoảng 2-3 bộ khoang Makita. Đây, khoang này là khoang Makita nha. Quay bên đây cho chú. Đây là khoang Makita DHB485. Đó, lực búa của nó là 28.500 vòng trên phút nha. Khoan pin mà khá là lực ha, 1.900 vòng trên phút. Và con này nó có hai cấp chỉnh lực không chổi than, Makita DHB485. Và con này là ba chức năng nè anh em. Khoan có búa, bắn vít và khoan thường, khoan sắt gỗ á. 21 cấp trượt, hai cấp nhanh chậm ha. Con này là mã DHB485 không chổi than. Và một bộ của nó đi kèm là một máy, một pin 3A. Đó, pin 3A. Đó, pin 18V Makita 3A nè. Pin này là pin zin nha anh em. Đó, siêu trắng còn ha. Rõ ràng nha anh em. Thì coi hiện tại một cái bộ như vậy, khoan ba chức năng Makita gắm pin vô cái con. Khoan Makita DHB485, một máy một pin 3A cộng sạc nhanh như vậy. Hiện tại đang bán cho anh em mình với giá là 3.200.000 một bộ ha. Một máy, một pin 3A cộng sạc nhanh. Đó, đây là khoan Makita DHB485 ha. Anh em nhớ mãi giùm em, khoan ba chức năng không trở thang. Khá là đẹp, gần như mới rồi. Và một cái hộp Makita tặng kèm luôn. Đó, thì hiện tại một cái bộ này giá sẽ là 3.200.000 một bộ ha. Khoan Makita DHB485, anh em lưu ý nhớ mãi giùm em. Đó, một máy, một pin, một sạc, rồi đóng hộp. Rồi. Rồi, tiếp tục với anh em đó là còn một cái con nén khí AEG sử dụng pin 18V, dùng để cho anh em bơm xe á. Bơm xe này kia nha. Này là 30.8 lít trên phút tốc độ bơm của nó ha anh em. Dùng để cho anh em mình bơm xe xịt hơi này kia. Anh em nhà đang sử dụng pin tool của AEG hoặc Rigid á thì anh em mình xài chung được hết luôn nha. Đây là cái con nén khí AEG. Dòng này rất là ít về ha anh em. Đó, quay thông số cho anh em mình coi. Đây là cái con 3.8 lít nè. Đây, sử dụng pin 18V ha anh em. Đó, cái bình này là 3.8 lít nha. Đó, rất là đẹp ha. Dùng để cho anh em bơm xe, xịt hơi bụi đồ này kia, dùng bỏ theo xe ô tô cũng được. Rồi để gia đình xài, để rửa xe xong xịt hơi cũng được luôn. Nạp hơi khá là nhanh. Thì con này là không dầu. Và hiện tại body con này em đang bán cho anh em mình với giá là 3.800.000 một body. 3.800.000 một body ha anh em mình. Đó, khá là đẹp. Quay một vòng quý. Đó. Rồi. Rồi, tiếp tục với anh em mình ha. Đây là cái con nén khí Ryobi. Đây là con nén khí Ryobi. Đó.
Con này cũng là bình 3.8 lít luôn, sử dụng pin 18V của Ryobi. Nhà anh em nào có pin rồi á thì mình triển ha. Con này là đáp 2021 nè, em nhìn cái van này là em biết nè. Đó. Rồi, 3.8 lít luôn nè, 16 lít trên phút. Đó, 120 PSI, 8.83 nè. Đó. Quay cho anh em mình coi rõ ha, và đáp là 2021. Con này nó cũng có chỉnh khí ra ở đây, hai đồng hồ bơm. Máy tình trạng như mới luôn, đã 2021. Và hiện tại body con này em đang bán cho anh em mình với giá là 4 triệu đúng ha. 4 triệu đúng con này. Body nén khí Ryobi, dùng để anh em bơm xe này kia đồ khá là hợp lý luôn, sử dụng pin 18V. Thì anh em nào có pin rồi thì mình triển. Nói chung là anh em có pin rồi nhìn vô là biết thôi. Rồi. Tiếp tục với anh em mình đó là còn một cái con cưa đĩa của Ryobi. Đó. Đây là con cưa đĩa có chổi than nha anh em. Đó. Quay cho anh em mình coi ha, còn khá là đẹp ha. Quay thông số, con lật lại bên kia để quay thông số. Đây, lưỡi là 150mm, 4.700 vòng trên phút. Dùng để anh em cưa ván đồ, gia đình đồ khá là hợp lý nè. Đây là lưỡi gỗ ha anh em. Đó, sử dụng pin 18V, con này thì có chổi than. Đó, thì hiện tại body con này em đang bán cho anh em mình với giá là 700.000 một body. 700.000 một body, cưa đĩa Ryobi, cực kỳ đẹp như vậy ha. Lưỡi này là lưỡi sáng mới luôn rồi nè anh em ơi. Đó, 700.000 một body cưa đĩa Ryobi. Rồi, tiếp tục với anh em mình đó là một cái body cưa đĩa Ryobi không chổi than. Con này là con không chổi than nha anh em. Quay một vòng đi con. Đó, không chổi than. Lưỡi là 185mm nha. Quay thông số đây cho anh em mình coi. Con này là 3.700 vòng trên phút. Lưỡi là 185. Con này đặc biệt cái là nó không chổi than. Đó, nó cắt mạnh như con điện vậy đó anh em. Đó, đi dòng khá là nhanh và chuẩn luôn. Thì con này hiện tại body sẽ là 1.500.000 một body ha. Bao ship cho anh em mình. Đó, cưa đĩa không chổi than nha. Thân máy chưa bao gồm pin sạc, giá là 1.500.000. Rồi, tiếp tục với anh em mình đó là bắn đinh U của thằng Ryobi. U này là U dài nha anh em. Đó, U dài. Đó, cây này là cây U dài. Và sử dụng pin 18V ha. Ở đây nó có cái chế độ U của nó nè anh em. Đó là 1.2mm. Và độ dài của nó là 10 cho tới 38mm. Có nghĩa là 1 phân cho tới 3 phân 8 anh em. Thì đinh U này đinh U dài, sử dụng pin 18V. Và hiện tại mấy cái body này đang sale cho anh em mình với giá là 1 triệu đúng một body à. Đó, để bắn đinh U dài của thằng Ryobi, 1 triệu đúng một body. Rồi, rồi còn đây là bắn đinh F. Cái loại bắn đinh mà sử dụng pin mà anh em dùng nhiều nhất, đó là đinh phổ thông, đó là đinh F. Đó, quay đèn cả cho chú. Và đinh tối đa của nó là F5 phân nha anh em. Thì dùng để anh em bắn gỗ thôi. Đó, bắn gỗ, bắn nẹp đồ thôi, chứ không có bắn được bê tông nha anh em. Thì con này sử dụng pin 18V. Và đinh F này hiện tại một body như vậy em đang bán cho anh em mình với giá là 1.500.000 một body. Đó, 1.500.000 một body. Tình trạng sáng đẹp vậy luôn. Đó, rất là đẹp. Rồi, rồi tiếp tục chính em đó là cái body cưa kiếm. Body cưa kiếm cào cào nè. Đây, dùng để cho anh em kẹp gỗ nè, kẹp cành cây rồi nè. Đó, để anh em tỉa nhánh, tỉa cành. Thì body này hiện tại hôm nay đang sale cho anh em mình với giá là 1 triệu đúng một body. Body cưa kiếm cào cào 1 triệu đúng một body ha. Đó, rất là ok luôn, đá 2020. Đó, dùng để cho anh em tỉa cành đồ này kia nè, kẹp vô cái cành cây anh em tỉa nè. Đó, là 1 triệu đúng một body. Đó. Rồi, còn một cái đèn vuông cho anh em lấy dùm một chú của pin cái quy. Đây bấm rồi nó có mấy độ, mấy chế độ sáng. Rồi. Đó, rồi, hiện tại cái body đèn pin. Đó, vuông của Ryobi, đèn thắp sáng công trình rồi này kia ha. Còn khá là mới đẹp ha. Anh em nhìn cái giá đèn là anh em biết nè. Đó, trong vắt, chưa có dấu bụi ở trong luôn. Anh em xài nhiều là sẽ có dấu bụi. Con này là đát 2019 và 25W. Đó, thì hiện tại body đèn vuông như vậy em đang bán cho anh em mình với giá là 1.600.000 một body ha. Đèn vuông 1.600.000 một body. Một cái duy nhất cho anh em mình thôi. Đó, con này là vừa xài điện được, vừa xài pin được nha anh em. Anh em cắm điện 220 ở đây, hoặc là nhà anh em có pin 18V rồi anh em cắm đây, dùng để anh em đi camping, cắm trại, đèn công trình ban đêm rồi anh em làm á, khá là sáng.
led vuông mà anh em. Rồi. Rồi giới thiệu với anh em đó là còn hai cái mẫu đèn gập của thằng Ryobi. Đèn là sử dụng 18V luôn và vừa sử dụng điện được luôn ha. Đó, nó rất là nhiều tư thế cho anh em mình ha. Đó, rất ở đây. Treo ở đây được luôn. Đây là cái móc treo của nó nè anh em. Đó, móc treo ha. Hoặc là dùng để làm để đèn bàn, để học bài rồi này kia, làm việc rồi này kia đó. Đó. Sử dụng điện được, pin được ha. Đó, rất là tiện. Một cái đèn vuông như vậy. Dash 2018. Đó. Hiện tại cái body đèn này em đang bán cho anh em mình với giá là 1,2 triệu một body đèn ha. Vừa xài điện được, vừa xài pin được. Đó. Đây, nó có chế độ điện ở đây nè anh em. Đó, còn anh em cắm pin thì anh em cắm ở dưới, còn điện thì anh em cắm ở trên. Và cái đèn này nó hơi tình trạng như vậy, em sẽ bán cho anh em mình với giá 1,2 triệu ha. Đèn Ryobi, đèn gập. Đèn gấp anh em, nói chung là vậy đó. Rồi, qua bên. Rồi, tiếp tục với anh em đó là còn hai cái đèn mini này. Đó, đèn này là đèn bóng vàng nha anh em, bóng tròn vàng, nó chỉ hỗ trợ anh em nhỏ nhỏ gọn gọn cầm để phát sáng đi tìm đồ thôi, chứ nó không gọi là sáng lắm. Thì cái body đèn này hiện tại đang sale cho anh em mình với giá là 300.000 một cái thôi. Đó, để anh em có cái đầu tool của Ryobi luôn, 300.000 một cái đèn siêu nhỏ như vậy. Đó, bóng vàng nha anh em chứ không phải bóng trắng. Đó, đát rồi nằm đây hết, 10.8W nha. Đó, sử dụng pin 18V, còn hai cái duy nhất sale cho anh em 300.000 một cái. Rồi, giới thiệu với anh em, đây là cái phay 6 ly 35. Có lẽ là cái phay ri mà cái trước giờ em chưa lên cái clip nào mà có cái phay ri này hết, tại vì hàng rất là hiếm. Đây là cái con phay 6 ly 35 của thằng Ryobi. Đó, sử dụng pin 18V và cái dòng tối đa của nó là 29.000 dòng trên phút nha anh em. Thì chứng tỏ cái phay pin này rất là mạnh. Thì nhà anh em nào đang sử dụng pin của Ryobi thì dùng cái phay này nó khá là hợp lý ha. Và giá hôm nay sẽ là 1,700,000 một body phay Ryobi nha. Anh em lưu ý ha, 1,700,000 một cái body phay Ryobi. Gần như mới như vậy anh em, thấy cái bàn nó chưa trầy luôn nè anh em. Đó, và date của nó là 2020. Và cái body này sẽ là 1,700,000 một body ha, siêu mới như vậy. Đó, chưa có dấu cắm pin luôn. Rồi, bỏ vô. Rồi, tiếp tục với anh em mình đó là một cái cây bắn keo silicon của thằng Ryobi. Cây này thì hơi cũ. Đó, dùng để cho anh em bắn keo sử dụng pin 18V nha. Bắn keo silicon nè, rồi bắn keo chống cháy đồ này kia. Bắn máy đồ khá là hợp lý ha. Nó có cái chế độ chỉnh keo ra nhiều ít ở đây, chậm nhanh ở đây. Đó, nó có hai cấp khóa ở đây nữa nè anh em. Đó, hai cấp nữa nè, thấy không? Đó, thì cái cây này body hiện tại đang bán cho anh em mình giá là 1 triệu đúng ha. Body bắn keo silicon 1 triệu đúng của thằng Ryobi. Đó. Vẫn hoạt động full không lỗi lầm. Rồi, tiếp tục với anh em mình đó là cái cây thổi Ryobi. Thổi này là thổi dùng để anh em rửa xe xong thổi khô cũng được, thổi bụi trong nhà cũng được luôn. Nói chung là rất là tiện và mạnh nữa. Ở đây nè anh em, 3 cấp gió nha, 1, 2, 3. Rất là mạnh, gọn tay luôn. Và body này hiện tại giá sẽ là 1,2 triệu một body. Đó, chưa bao gồm pin sạc. Anh em nào có pin rồi thì dùng khá là hợp lý, 1,2 triệu một body ha. Hàng này cực kỳ đẹp. Đó, đáp 2020 luôn. Đó, rất là đẹp. Rồi, tiếp tục với anh em đó là cái body bắn keo. Body bơm mỡ bò chứ. Body bơm mỡ bò của thằng Ryobi. Nó có đèn thao tác ở trên đầu luôn. Đó, dùng để cho anh em thao tác bơm mỡ ban đêm. Để bơm những cái xe cút nè, những cái chi tiết nhỏ anh em khó cầm cái nhét tay vô anh em. Để anh em bơm á, anh em bỏ đầu này vô bơm khá là hợp lý. Và hiện tại cái body bắn keo silicon này đang sale cho anh em mình với giá là 1,8 triệu một body. Anh em nào có pin rồi thì mình chuyển, còn anh em nào chưa có pin thì lát nghe em báo giá pin có thể mình ghép bộ sau. Ví dụ như là 1,8 triệu chưa bao gồm pin thì lát anh em thấy pin nào hợp lý thì anh em mình ghép vô. Đó, là vậy thôi. Rồi. Rồi, tiếp tục với anh em mình đó là cái body máy bào pin của thằng Ryobi. Dòng này là cực kỳ hiếm ha. Đó. Rất là đẹp luôn, con này còn siêu đẹp. Đó, con này là đáp 2020, 11.000 dòng trên phút. Máy bào sử dụng pin của thằng Ryobi ha anh em. Rồi quen dòng con. Quay cái lưỡi còn sáng không? Đó, lưỡi cực kỳ sáng luôn nha, chưa mẻ, bàn chưa trầy nhiều. Rồi. Quay qua bên kia, quay thông số luôn.
Đó, thì hiện tại con bầu pin sử dụng pin 18V này em đang bán cho anh em mình với giá là 1.600.000 ha. 1.600.000 con bầu pin Ryobi. Đó, hàng hiếm. Đây là chỉnh cái độ nông sâu của lưỡi bào nè anh em. Đó, còn anh em đây là chỉnh cái chế độ mà anh em muốn ra bụi, bụi cưa anh em muốn qua bên nào thì anh em chỉnh bên đây. Đó. Rồi, qua bên. Rồi tiếp tục với anh em đó là cái con chà nhắm tăng sử dụng pin luôn. Đó, hôm nay đầu pin lên quá trời. Đó, chà nhắm tăng sử dụng pin của thằng Ryobi. Đó, quay lên kia có điều tóc không con? Con này là không điều tóc nha anh em. Chà nhắm pin thì nó không có điều tóc. Đó, đây là cái con khổ nhám của nó là 76 đến 457 mm và 250 dòng trên phút, sử dụng pin 18V đã 2020. Và hiện tại con này đang bán cho anh em mình với giá là 700.000 một con ha. Chà nhám tăng bằng pin của thằng Ryobi 18V. Rồi. Rồi, tiếp tục với anh em mình đó là cái con cưa xích pin đó. Body cưa xích pin ha, có chỗ than của thằng Ryobi. Quay một vòng luôn con. Đó. Lam của nó sẽ là 2 tấc rưỡi nha. Và body cưa xích pin này hiện tại đang bán cho anh em mình với giá là 700.000 một body. Đó, cưa xích pin Ryobi 700.000 một body. Có chỗ than nha, dùng để anh em tỉa cành cây, tỉa vườn, tỉa kiển được khá là hợp lý. Nó sử dụng pin 18V. Rồi. Rồi, tiếp tục với anh em giới thiệu với anh em đó là cái bơm xe của thằng Ryobi, sử dụng pin 18V luôn. Thì anh em nào mà nhà có pin rồi á, nhìn vô là biết món đồ nào mình cần ha. Đây là dùng để nè, bơm phao, bơm banh, bơm bóng rồi anh em. Còn bên đây là dùng để bơm lớp xe. Và nó có thể chỉnh được cái chế độ ba ở đây, ở hai bên. Đó, chỉnh được bao nhiêu bar là nó tự ngắt luôn. Sử dụng pin 18V luôn ha anh em. Đó, con này thì đát 2020. Đầu của nó thì đủ đây luôn. Anh em mua là đầy đủ đầu luôn ha. Và hiện tại body này đang bán cho anh em mình với giá là 1 triệu đúng ha. Body bơm xe Ryobi 1 triệu đúng. Rồi, tiếp tục với anh em đó là giới thiệu body cưa lọng Ryobi không chổi than nha. Đó, khá là đẹp ha. Con này là đát 2018, 800 dòng cho tới 3.500 dòng trên phút. Và hiện tại con này đang bán cho anh em mình với giá là 1.700.000 ha. 1.700.000. Đó. Body cưa lọng không chổi than. Mấy cái hàng đẹp đẹp, hàng hộp á, 2 triệu cũng có luôn anh em. Đó, quan trọng là anh em thích hàng nào thôi. Như em thấy là tầm khoảng 1.700.000 á, là cái này là xài được rồi nè. Nó cũng vừa đủ đẹp rồi nè. Có điều tóc ở đây, có chế độ đá lưỡi ở đây luôn. Đó, rất là đẹp. Cứ lọng mà không chỗ than nữa còn gì bằng. 800 dòng cho tới 3.500 dòng trên phút ha. Đó, không chỗ than. Có điều tóc, có đá lưỡi. Mỗi máy đều tặng kèm một lưỡi gỗ nha. Body này sẽ là 1.700.000 anh em mình ha. Rồi, tiếp tục với anh em đó là hai cái body lo Ryobi mini. Đó, dùng để anh em nghe FM, nghe đài, có Bluetooth luôn nha. Đó, để anh em kết nối với cái điện thoại nghe nó lớn hơn cũng được luôn. Đó, thì body lo này hiện tại đang bán cho anh em mình với giá là 450.000 một cái ha. 450.000 một cái body lo mini của Ryobi. Nghe FM, có Bluetooth luôn, AM, AUX, kết nối dùng để sạc điện thoại được luôn nữa nè. Anh em cắm cục pin vô là anh em xài thôi. Rồi. Còn ba cái body hàng chì nè. Đó, body hàng chì Ryobi. Đó, đây quay cho anh em mình coi ha. Đó, 480 độ C nóng nha. Đó, rất là làm nóng cực kỳ nhanh ha. Sử dụng pin 18V luôn, body hàng chì sử dụng pin 18V luôn. Và hiện tại body hàng chì này hiện tại là 900.000 một cái ha anh em mình. 900.000 một cái body hàng chì pin Ryobi. 900.000. Đó. Nhỏ nhỏ như vậy, còn cái to như vậy thì sẽ là 1.3 triệu nha anh em. Đó, cái to mà chỉnh được nhiệt độ ở đây nè sẽ là 1.3 triệu. Đó. Thì anh em nhìn ha, cái to sẽ là 1.3 triệu, cái nhỏ sẽ là 900.000. Rồi, tiếp tục với anh em đó là cái bắn đinh U Ryobi. Đó, bắn đinh U này là U vuông nè anh em. Là có để anh em dùng để anh em bắn thảm, bắn yên xe rồi được nè. Đó là cái U này. Đó, sử dụng pin luôn. Và cái này hiện tại sẽ là 1.2 triệu một body ha. 1.2 triệu một body bắn đinh U của thằng Ryobi. Đó, còn khá là đẹp nha. Sáng trưng. Rồi, bên đây sẽ là ba loại cắt rung cho anh em mình lựa chọn nè. Đây là máy cắt rung. Đây là cắt rung loại đời cũ nè. Đó, giá vẫn vậy. 400.000 một body cho anh em mình. Cắt rung đời cũ 400.000 một body.
không điều tốc nha. Đó, quay thông số cho anh em 20.000 vòng trên phút ha. Rồi tới các rung đời mới hơn có điều tốc ở đây đó, 20.000 vòng trên phút luôn nhưng mà nó có điều tốc thì sẽ là 700.000 một body đó, 700.000 một body máy cắt rung nha. Cắt rung có nghĩa là dùng để anh em cắt ống đồng rồi ống nước đó, cắt ở những cái tư thế khó, cắt gỗ rồi những cái tư thế mà anh em khó bỏ cái máy vô cắt á, anh em dùng mấy cái lưỡi này anh em cắt đồ khá là hợp lý đó. Rồi rồi tới body cắt rung gật gù này, có gật gù ha đó, gập gọt được cái đầu nó nè, khá là tư thế, nhiều cái tư thế và có điều tốc ở đây luôn đó, và nó cũng 20.000 vòng trên phút luôn, sử dụng pin 18V luôn. Thì body này sẽ là 1.000.000 đúng một body đó, 1.000.000 đúng một body. Rồi tiếp tục với anh em đó là máy mài của Ryobi có chỗ than ha, đây là máy mài đá 115mm đó, sử dụng pin 18V. Thì con máy mài này hiện tại giá sẽ là 1.000.000 đúng một body, 7.500 vòng trên phút, đường kính đá sẽ là 115mm. Body máy mài này hiện tại sẽ là 1.000.000 đúng một body ha anh em mình, 1.000.000 đúng một body, có tay nắm đồ đồ mở lưỡi đầy đủ hết, anh em cứ việc yên tâm, 1.000.000 đúng một body máy mài có chỗ than Ryobi sử dụng pin. Rồi còn một số món lên hết cho anh em ngày hôm nay để anh em biết đồ pin như thế nào luôn ha. Rồi hiện tại trước mặt với anh em đây là cái cây bù lông Ryobi, đầu là 1/2 đó, lực là 360 Nm đó, ba cấp chỉnh lực ở đây, dùng để anh em mở từ ốc 24 đổ lại là khá là hợp lý với cây này ha, có chỗ than nha anh em đó. Và hiện tại những cái body cũ cũ như vậy đang sale cho anh em mình với giá là 1.400.000 một body thôi, tại nó hơi cũ nè anh em, 1.400.000 một body mỏ bù lông Ryobi đó, hơi cũ nha, quay về để cho anh em mình thích cái nào lựa cái đó, nó là vậy thôi đó, 1.400.000 body mỏ bù lông. Rồi cây đó là có chỗ than ha, còn tới cái này là không chỗ than nè anh em, cây không chỗ than này sẽ lực sẽ là 290 Nm ha, thì cây này là cây không chỗ than, thì dành cho anh em nào thích không chỗ than thì dùng cây này, cây này giá sẽ là 1.800.000 một cây ha, không chỗ than nha anh em đó, 4 cấp chỉnh ở đây, 1, 2, 3, 4 cấp auto đó, và lực là 290 Nm, đầu khẩu là 1/2 hết nha, đèn led đầu có hết luôn đó, hơi cũ nha, 1.800.000 một cây cho anh em mình bù lông. Rồi rồi tiếp tục với anh em đó là cái cây chuyên dụng bắn vít của thằng Ryobi đó, đây là mấy cái cây chuyên vít nè anh em đó, nó cũng có 4 cấp chỉnh lực ở dưới luôn đó, đầy đủ hết cho anh em mình ha đó. Thì cái cây này là cây chuyên vít, hiện tại body này hơi cũ nè anh em, bán cho anh em mình với giá là 1.500.000 một body ha, body bắn vít Ryobi không chỗ than, 1.500.000 một body đó, hơi cũ, 4 cấp chỉnh lực đó, chuyên trị vít nha anh em, mua cái này về để anh em bắn vít khá là hợp lý đó, không chổi than nha, 1.500.000 anh em nhớ giùm em ha. Rồi còn cây này là cây có chổi than đó, cây có chổi than này body hôm nay sẽ là 1.000.000 đúng luôn đó, body 1.000.000 đúng, chuyên vít của Ryobi sử dụng pin 18V nha, đây là có chỗ than, tình trạng rất là đẹp, giá sẽ là 1.000.000 đúng một cây đó, chuyên vít nha. Thì thường thường có một số anh em bảo là mua cây khoan về là bắn vít được luôn, nói chung là bắn vít ở cây khoan á, đó là chỉ trường hợp chống cháy thôi anh em, lâu lâu mình bắn thôi, còn với một số anh em á, người ta sử dụng chuyên dụng về cây vít, mũi vít thôi á, thì anh em dùng cây chuyên vít này nhiều hơn, tại vì nó bắn vít cực kỳ nhanh, ví dụ như cây khoan bắn tầm khoảng 4 giây mới xuống con vít, thì cái cây này chỉ cần 2 giây anh em đó, thì bởi vậy người ta mới làm ra chuyên dụng đó là cây chim vít này đó, nói cho anh em mình hiểu luôn. Rồi tiếp tục với anh em đó là những cái mẫu khoan không chổi than, hai chức năng, không có búa ha, khoan không chổi than, hai chức năng, hai cấp chỉnh lực, cấp trượt điện tử luôn, cây này thì nó không có búa. Thì hiện tại mấy cái cây không búa này em đang bán cho anh em mình với giá là 1.100.000 một cây ha, không chổi than nha anh em, bỏ pin vô quy rất là mạnh, nó không có búa thôi đó, dùng để cho anh em khoan sắt gỗ hoặc là bán vít cũng khá là hợp lý luôn đó, hai cấp nhanh chậm ở đây đó, cấp trượt điện tử luôn ha anh em đó. Thì cái cây này hiện tại body giá sẽ là 1.100.000 một cây ha đó, 1.100.000 một cây, còn cây có búa thì sẽ hơn 200.000, đó là 1.300.000 một cây cho anh em mình
triệu 3 một cây. Có cái hình búa ở đây, còn cây không hình búa này thì giá sẽ là 1 triệu 1. Đó, có một số anh em mua về à, tôi không cần khoan búa. Có một số em thì anh thì cần khoan búa thì lấy cây này thì nó là 1 triệu 3 bỏ đi. Đó là vậy thôi. Rồi, rồi tiếp tục với anh em, đó là còn hai cây khoan Ruby. Đó, hai chức năng. Đó, không có búa nè, có chỗ than nè. Thì body sẽ là 600 ngàn một body. Đó, là vậy thôi. Khoan hai chức năng, không có búa 600 ngàn. Ba chức năng, đó 700 ngàn. Cho anh em mình lựa chọn ha. Có búa 700, không búa 600 ngàn. Cho anh em mình lựa chọn luôn. Nhưng mà đặc biệt hôm nay á, hai dòng này, đợt trước là giá như vậy, nhưng mà hiện tại là em sẽ bán như vậy. Không có búa nha, hiện tại anh em lấy nè, giá 550 cây. Đó, còn cây có búa này là 650. Đó, cây này thì giá nó vẫn vậy nha, nó không lên xuống được. Tại vì cái cây này ba chức năng lận anh em. Đó, nhưng mà cây này hôm nay là sale cho anh em mình 550 ngàn một body thôi. Anh em kiếm chỗ nào rẻ hơn được đâu. 550 ngàn một body, khoan hai chức năng này ha. Hai cấp nhanh chậm. Rồi. Rồi để cái khoan cái, để hai cái khoan ở đây. Đó, rồi, bây giờ là nãy giờ em nói cho anh em nào mình chưa hiểu về cái body cho lắm ha. Ví dụ hiện tại á, bây giờ là em báo giá body cho anh em, còn anh em nào muốn mua thêm pin á thì mình mua như sau. Pin 1.5 á là 350 ngàn một cục. Pin 4.0 á là 800 ngàn một cục. Đó. Pin 4.0 là 800 ngàn một cục. Pin 5.0 màu xám á là 900 ngàn. Pin 5.0 màu đen á là 1 triệu. Và sạc chậm 300 ngàn, sạc nhanh 400 ngàn. Ví dụ như anh kia, anh lấy cây khoan 550 ngàn hồi nãy em vừa báo, cộng với cục pin thì anh em cộng vô giùm em như vậy. Đó, 550 ngàn cộng với 350 là 900 ngàn, cộng với cái sạc 300, đó sẽ là 1 triệu 200 ngàn một bộ khoan như vậy. Khá là rẻ luôn, khá là rẻ cho anh em mình ha, 1 triệu 200 ngàn một bộ khoan như vậy. Đó, còn thí dụ anh em mà lấy cục pin lớn hơn đó thì cao tiền hơn thôi. Đó, khoan 550 ngàn cộng với lại pin đó 900 ngàn là 1 triệu 450 ngàn, cộng với sạc nữa là 1 triệu 750 ngàn. Đó, nó là như vậy ha, anh em lưu ý giùm em ha. Pin 1.5 á thì sẽ là 350, pin 4.0 là 800 ngàn, pin 5.0 xám á thì sẽ là 900 ngàn. Đây, xám sẽ là 900 ngàn, và pin 5.0 đen á thì sẽ là 1 triệu. Đúng, sạc thì sạc nhanh 400 nè anh em, sạc chậm 300 ngàn. Đó, thì cảm ơn anh em đã theo dõi video của em tới giờ phút này. Đó, hẹn gặp lại anh em vào những video khác. Và tất cả sẽ đều bảo hành cho anh em mình là 3 tháng hết, và tất cả đều bao ship cho anh em mình, nên anh em có việc yên tâm mua hàng sử dụng. Đó, đều bảo hành hết anh em. Đó, rồi còn bây giờ thì cảm ơn anh em ha. Hẹn anh em gặp lại vào những video kế tiếp về máy khác.